là câu lạc bộ Nàng Khánh. Cái nhạc này mình chưa thấy đăng ký. Vâng, sau đội Nàng Khánh. Ban tổ chức thông báo sau đội Nàng Khánh là đội Bãi Thượng sẽ thể hiện trên nền nhạc bài Modern Talking. Đội trưởng câu lạc bộ dân vũ Nàng Khánh nên nhận cái món quà bông hoa thắm.